Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, giữa lúc cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang đạt được nhiều kết quả tích cực, thì các thế lực thù địch phản động, những phần tử cơ hội lại ra sức lợi dụng vấn đề này để tiến hành các hoạt động chống phá. Hơn lúc nào hết, trách nhiệm của mỗi chúng ta là phải nhận thức rõ ràng, đấu tranh kiên quyết với những âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm này. Vậy những chiêu thức gì đang được các thế lực thù địch phản động sử dụng để xuyên tạc, phủ nhận quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng? Sự nguy hiểm của những chiêu thức đó như thế nào? Để trả lời cho những câu hỏi này, mời quý khán giả và các đồng chí cùng chúng tôi trò chuyện với vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Phó trưởng ban tuyên truyền lý luận Báo Nhân dân. Trước hết, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, chào biên tập viên Thu Thảo. Kính chào quý vị khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một clip sau. Trong 3 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành 3 kỳ họp và ra thông cáo báo chí, nêu rõ nội dung xem xét, thi hành kỷ luật một số tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng. Đồng thời đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật một số đồng chí cán bộ cấp cao có những vi phạm nghiêm trọng. Theo dõi tin tức thời sự qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, rất đồng tình với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho rằng kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thể hiện tính nghiêm minh của Đảng, đúng tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 là tất cả những sai phạm của cán bộ, đảng viên, dù ở cấp nào, cấp cao hay cấp thấp, đều phải được xem xét một cách nghiêm minh, khách quan, trung thực, không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, dù đã nghỉ hưu, không có chuyện hạ cánh an toàn. Trong những năm vừa qua, thì cái công tác chống tham nhũng được đẩy mạnh và xem xét, xử lý các trường hợp rất cụ thể. Có thể nói là chưa từng có trong các nhiệm kỳ của Đảng ta, cái việc xem xét nó lại sâu sắc, quyết liệt, rõ ràng, mạch lạc và chỉ đích danh từng trường hợp một, từng cá nhân một, từng đơn vị một để mà xem xét kỷ luật. Đấy có thể nói là nó cũng đã thể hiện cái quyết tâm của lãnh đạo Đảng ta. Đại tá tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng là người tâm huyết với nhiều lĩnh vực của thời cuộc, đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Đảng và Nhà nước ta, cho rằng việc xem xét thi hành kỷ luật với các cán bộ đảng viên, đặc biệt là xem xét thi hành kỷ luật với những người đứng đầu, thể hiện quyết tâm chống tham nhũng một cách mạnh mẽ của Đảng, nhằm làm trong sạch bộ máy, trong sạch đội ngũ, cũng như tránh gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng cho đất nước. Để giữ nghiêm kỷ luật Đảng như vậy đấy, thì Đảng ta trong thời gian qua cũng đã tiến hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm kỷ luật, kể cả đảng viên đó giữ những chức cực là cán bộ cao cấp của Đảng, của quân đội, của ngành công an. Đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói là không ai thích thú gì khi phải kỷ luật đồng đội của mình, trái lại rất là khổ tâm và đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc phải sai lầm, khuyết điểm thì chúng ta phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Thế nhưng, lợi dụng những điều này, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội về chính trị đã triệt để sử dụng không gian mạng để xuyên tạc, hạ thấp uy tín của lực lượng công an, quân đội, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phủ nhận quyết tâm phòng chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ của Đảng ta. Từ chỗ hành vi sai phạm của cá nhân, chúng đánh lận, bôi nhọ cả đội ngũ. Hùa vào với những luận điệu trên, một số đài báo nước ngoài cùng một số kẻ cơ hội chính trị té nước theo mưa, hô hào, thổi phồng, xuyên tạc trắng trợn cho rằng chống tham nhũng cũng chỉ là cái cớ để các phe phái mặc cả quyền lực kiềm chế, loại bỏ lẫn nhau. Tất thảy những chiêu thức, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc, bóp méo của các đối tượng đều nhằm mục đích hạ thấp uy tín của Đảng ta, kích động tâm lý bất mãn của người dân trước thực trạng xã hội còn có những vấn đề bức xúc chưa được giải quyết, hòng chuyển hóa chế độ. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, phóng sự vừa rồi đã phác họa đôi nét về quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, nhưng cũng chỉ ra thực trạng là các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội về chính trị đã lợi dụng vấn đề tham nhũng, lãng phí để chống phá. Qua tìm hiểu, nghiên cứu thì theo ông, vì sao chúng lại chọn vấn đề này để chống phá? Thứ nhất, đó là do cái tầm quan trọng của cái công cuộc chống tham nhũng đối với thế giới cũng như đối với Việt Nam.
có thể nói trên thế giới hầu hết các quốc gia đều đối diện với vấn nạn tham nhũng. Thậm chí đã có những cái tổ chức quốc tế được xếp hạng chống tham nhũng và tham nhũng cho toàn bộ các nước trên thế giới. Còn đối với Việt Nam thì chống tham nhũng đã trở nên thành một cái vấn đề đại sự và thậm chí nó trở thành một cuộc chiến chống giặc nội xâm. Và cái thước đo kết quả chống tham nhũng nó cũng khẳng định cái thước đo hiệu quả cái sự lãnh đạo của Đảng cũng như là cái chính danh trong cái sự lãnh đạo của Đảng ta. Lý do thứ hai là do cái tính chất phức tạp của cái cuộc chiến chống tham nhũng này. Bởi vì đây là một cuộc chiến mà nó xuất phát với những cái đối tượng ở bên trong và nó đòi hỏi những cái giải pháp nó rất đồng bộ và cũng rất là đa dạng. Và hơn nữa là cái kết quả của nó cũng rất là không đồng đều, lúc mạnh, lúc yếu, lúc được, lúc thì có một cái sự gọi là lùi nhất định. Do đó, đó là rất dễ tạo ra những cái khoảng trống, những cái kẽ hở cho kẻ địch có thể bám vào đó để mà xuyên tạc, bóp méo hoặc là đưa ra những cái bằng chứng, những cái lập luận để dẫn dắt vấn đề nó sai lệch so với bản chất. Và cái thứ ba rất quan trọng ở đây ấy, đó là do cái quyết tâm và cái vai trò của Đảng ta trong cái cuộc chiến chống tham nhũng này. Đảng là người khởi xướng, dẫn dắt và chỉ đạo toàn bộ cuộc chiến này. Vì thế kẻ địch thường biến cái việc chống tham nhũng trở thành một cái cuộc chiến để mà chống lại cái vai trò lãnh đạo của Đảng. Thế nhưng các thế lực thù địch chống phá thường ra sức rêu rao. Chúng cho rằng chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham nhũng. Tham nhũng là sản phẩm tất yếu của chế độ công hữu tư liệu sản xuất, chuyên chế độc đảng. Không chỉ vậy thì chúng còn cho rằng tham nhũng chỉ xuất hiện ở những nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và tham nhũng là vấn đề thuộc bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Ông lý giải như thế nào về những luận điểm này? Thì đây là cái logic hình thức trong cái gọi là lập luận của logic cũng như là lập luận trong triết học. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là họ đã quên đi hoặc là họ đã lờ đi một cái sự thực rằng là tham nhũng là vấn đề quốc tế và tham nhũng trở thành hiện tượng phổ biến của hầu hết các nước trên thế giới chứ không phải là vấn đề của thể chế. Thì đây như là một trong những cái tiền đề, một trong những cái lập luận rất quan trọng và cái địch hiện thường hay lấy đó trở thành một cái công cụ để mà dẫn chứng, để mà gọi là đưa ra tưởng rằng là khoa học nhưng mà đó là ngụy giả khoa học, đó là một cái logic rất hình thức. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta thấy rằng là trên thực tế là có những nước mà có cứ tưởng là không có Đảng Cộng sản lãnh đạo, cứ tưởng là kinh tế thị trường ở mức độ cao nhất và cũng tưởng là có một cái nền kinh tế thành công nhất thì tham nhũng vẫn tồn tại nhưng họ lại lờ điều đó đi. Mà cách khác ấy, là chúng ta thấy rằng là tham nhũng tồn tại cả ở Mỹ, kể cả ở Anh, kể cả ở Đức, thậm chí có những nước như Nhật Bản, như Singapore và nhất là ở Hàn Quốc. Tham nhũng đã trở thành những cái vấn đề mà đại sự, thậm chí người đứng đầu của quốc gia liên tiếp bị kết tội tham nhũng và thậm chí còn bị xử tử về tham nhũng. Đấy, thì đấy có thể nói rằng là nó như là một cái bằng chứng cho thấy rằng là những cái người mà cố tình xuyên tạc, méo mó thì họ hay lờ những sự thật nó rất phổ biến như vậy. Thưa quý khán giả và các đồng chí, tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, làm suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước xã hội. Công tác phòng chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. Trong 5 năm gần đây, đặc biệt là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, công tác phòng chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta chỉ đạo rất quyết liệt, tạo được một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Nhiều vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kể cả người đó là ai. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng đến nay, có gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái. Tòa án Nhân dân các cấp cũng đã xét xử hơn 400 vụ án với hơn 1.000 bị cáo về các tội tham nhũng. Các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng đã được Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra, kiểm tra. Qua đó đã chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự gần 200 vụ với trên 350 đối tượng. Kiểm toán nhà nước cũng đã kiểm toán trên 400 đơn vị đầu mối, kiến nghị thu hồi về cho ngân sách nhà nước hơn 65.000 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đã chủ động, công khai, cung cấp thông tin, định hướng dư luận trong hoạt động phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong phòng chống tham nhũng.
vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội và người dân trong phòng chống tham nhũng ngày càng được phát huy tốt hơn. Ngoài việc góp phần tạo ra bước phát triển về kinh tế xã hội, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng còn góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Thưa tiến sĩ, để xuyên tạc quyết tâm phòng chống tham nhũng, suy thoái của Đảng ta, gần đây các thế lực thù địch đưa ra quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công. Ông có bình luận gì về quan điểm này? Rõ ràng đây lại là một bằng chứng nữa, cũng như là một lần nữa cho thấy rằng là cái cách lập luận của những người chống phá là một chiều, là áp đặt, là suy diễn và hoàn toàn không bằng chứng trên thực tế. Trên thực tế chúng ta đã đang và sẽ còn tiếp tục cái cuộc chiến chống tham nhũng này. Và trên thực tế cũng cho thấy là chúng ta đã thu được rất nhiều những cái thành công về cái công cuộc chống tham nhũng này. Đã có một loạt các cái cán bộ tham nhũng đã được đưa ra ánh sáng. Chúng ta đã từng bước lấy được lòng tin và chúng ta đã khẳng định cái quyết tâm chống tham nhũng trong cái thời gian tới và đã được toàn Đảng, toàn dân ủng hộ. Ở cái việc mà phủ định coi rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam không thể chống được tham nhũng chính là một cái lập luận để nhằm làm hạ cái uy tín và xuyên tạc, phủ nhận cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc chống tham nhũng và phủ định cái năng lực của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái công cuộc dẫn dắt toàn Đảng chống tham nhũng này, là để nhằm chống phá cái quyết tâm chống tham nhũng của Đảng ta và để biến tham nhũng trở thành một vấn nạn thường xuyên và tự nó, như là chúng ta đã nói ở trên đó, là trở thành giặc nội xâm và hủy hoại cái vị thế, hủy hoại sự chiến tranh của Đảng và hủy hoại đất nước. Tóm lại là kẻ địch muốn là tham nhũng không được chống, để tự nó sẽ gây ra một sức phá hoại từ bên trong, làm hủy diệt cái nội lực, hủy diệt cái sức mạnh của Đảng. Vậy thì tham nhũng và suy thoái có mối quan hệ với nhau như thế nào thưa ông? Nói một cách triết học vậy, thì tham nhũng và suy thoái có mối quan hệ biện chứng, nương tựa vào nhau và thúc đẩy lẫn nhau, tác động biện chứng, chuyển hóa lẫn nhau. Tóm lại chúng tôi cho rằng là trong cái cuộc chiến chống tham nhũng và suy thoái này thì cần phải cùng lúc chống cả tham nhũng, chống cả suy thoái, nhưng mà phải đặc biệt chống tham nhũng như là một trong những cái trọng tâm, như là một trong những cái điểm quyết chiến lược để mà từ đó có thể chống được suy thoái thành công. Theo ông, để làm thất bại âm mưu lợi dụng công tác phòng chống tham nhũng của Đảng và nhà nước, chúng ta cần phải chú trọng điều gì ạ? Trước hết ý, là cần phải luật hóa và tiếp tục hoàn thiện các cái thể chế và các quy định pháp luật liên quan tới vấn đề phòng chống tham nhũng. Đặc biệt theo đó, đó là cần phải đẩy mạnh và thể chế hóa các quan điểm mà Tổng Bí thư cũng như là Trung ương Đảng đã khẳng định, đó là chống tham nhũng không có vùng cấm, chống tham nhũng không có thời hiệu và chống tham nhũng phải trở thành một cái hoạt động thường xuyên ở cấp cao nhất và chống tham nhũng từ trên xuống. Thì đây là những cái quan điểm chỉ đạo quan trọng nhất và thể chế hóa chúng thành những cái cơ sở pháp lý cao nhất để làm cái căn cứ cho công cuộc chống tham nhũng này. Cùng với đó, đó là cái việc đẩy mạnh những cái hoạt động tuyên truyền cả về lý luận, tuyên truyền cả về nhận thức, tuyên truyền cả trong đời sống, những cái hoạt động đồng bộ khác để nó tạo ra một cái nền tảng cả về pháp lý, cả về nhận thức và cái hành động để mà chống tham nhũng cũng như là chống cái việc mà tuyên truyền những cái ngụy biện của kẻ địch. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Thưa quý khán giả và các đồng chí, thực trạng tham nhũng và suy thoái đang gây bức xúc trong nhân dân, phương hại đến uy tín, sự tồn vong của Đảng, của nhà nước và chế độ ta. Các thế lực thù địch đang giáo diết lợi dụng vấn đề này để thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình nhằm chống phá Đảng ta, nhà nước và chế độ ta. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta phải đề cao cảnh giác, có nhận thức đúng, đầy đủ về tình trạng tham nhũng, suy thoái trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, về kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái của Đảng thời gian qua, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để chủ động đấu tranh phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này. Đồng thời chủ động đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, nhà nước và chế độ ta của các thế lực thù địch, phản động và những người bị lôi kéo, kích động, xúi giục về các vấn đề nêu trên. Chương trình Nhận diện sự thật tuần này xin dừng lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong các chương trình tuần sau.